chào mọi người, hôm nay tôi sẽ đi siêu thị để mua đồ về mukbang. Tết đến ngày đầu ngõ, Tết đến bên nhà, Tết bên đồ bánh trưng, cả đoàn gãy đang ngồi trong. Làm gì có đoàn gãy nào đâu, có một mình thôi. Mọi người ơi, sắp đến Tết rồi, đi vào siêu thị như kiểu làm vòng mê cung ấy. Mê cung thì dễ thoát, còn mê em thì khó ra, phải không nhỉ? Đại loại đã là như thế, chả nhớ nó lâu lâu không tả thính à, nên là quên mất. Nhưng mà mọi người ơi, như kiểu là lạc vào tòa lâu đài, toàn bánh kẹo là bánh kẹo thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi mua đồ về để mukbang. Yes. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Tuyết Rùi. Mọi người ơi, lần đầu ăn thử kẹo trái cây bóc vỏ, kẹo em bé đê bê hương xí muội nhân muối ớt, kẹo dẻo trái cây, bánh cá vị sườn sốt cam, bánh cô si kem xoài xí muội, bánh que poki trái cây và bánh nước gà. Cùng mình thưởng thức xem vị của nó sẽ như thế nào mọi người nhé. Trước tiên mình sẽ uống nước. Đeo bao tay. Bây giờ thì chúng ta ăn thôi nào. Mình sẽ ăn thử bánh ruốc gà trước. Cái này mình mua với giá là 169.000 một cân. Đây, hai chiếc này giá là 15.886 đồng. Hôm trước mình đi siêu thị mọi người ạ, mua được nhiều đồ lắm. Mua được một món nước độc lạ này, và hướng dương, các đồ Tết như kiểu là hướng dương vị, hướng dương đường đen những cái gì ạ. Mình sẽ làm ở video sau là những cái đồ Tết độc lạ mọi người nhá. Duyên dáng Việt Nam. Mọi người đã thi xong chưa? Có làm được bài không? Ôi mọi người ơi, cái này nặng lắm mọi người nhá. Không nhẹ như mình tưởng tượng đâu. Mở ra là ngửi thấy cái mùi ruốc ấy. Wow! Ôi bên trong nhiều ruốc phết. Không biết có phải là ruốc không? Ý của mình là không biết có phải là ruốc thật không hay là ruốc nhân tạo ấy. Có trứng gà mọi người nhá. Giống gần, vị gần giống như trứng muối. Mỡ này. Vị của nó ngọt ngọt, sơ sơ, mặn mặn, ăn không ngán lắm. Cái này chúng ta có thể ăn sáng hoặc là mang đi học, những cái lúc nào đói thì chúng ta ăn được, mang đi học, mang đi làm lúc nào đói ăn được mọi người nhá. Đây là lớp vỏ này mọi người này. Bên trong lớp ruốc ở bên trong nó nếu như ăn nguyên lớp vỏ không ạ thì nó sẽ hơi khô. Tính ra 16.000 mình được bao tiền nhỉ? Cũng gần chục nghìn cái bánh này chứ. Nhưng mà ăn ngon mọi người nhá. Cái bánh này ăn ngon vừa, không quá ngọt cũng không quá ấy. Tiếp theo mình sẽ ăn thử đến kẹo dẻo. Thực ra rằng là mình đi siêu thị mình thấy cái kẹo dẻo này rất là nhiều lần rồi, thế nhưng mà mình chưa ăn thử bao giờ. Có lẽ là nó không còn mới nữa, nhưng mà mình bởi vì rằng là nó mới với mình nên là mình cứ cho là nó mới đi mọi người ạ. Ở đây thì hình thù thì gồm có trái cây này, có quả này là quả gì, có mâm xôi à? Mâm xôi này, đây là chắc là táo à, dâu này và dứa. Mình sẽ đổ ra đây xin, cho mọi người cùng xem nhé. Bên trong thì gồm có hai quả dứa. Hai quả này là hai quả táo à? Bốn quả táo. Ai ơi, thôi. Bên trong rất là trong mọi người nhá, không có nhân đâu.
cái kẹo này ý mọi người. Kẹo dẻo này thì nó to hơn so với chip chip và ăn nó không dai nhiều như chip chip. Độ ngọt vừa phải, có vị chua chua. Có lẽ đây là hương táo nên nó sẽ có vị chua như vậy mọi người ạ. Tiếp theo mình sẽ ăn đến vị không biết là mâm xôi hay là nho hay là cái gì nữa. Cái vị này mình thấy nó không có bằng vị táo mọi người nhá. Cái vị này khi ăn nó có mùi như kiểu mùi nhựa ấy. Cảm nhận của mình thì mình thấy như thế. Chứ mình thấy không ngon bằng vị táo. Tiếp đến mình thử ăn vị dứa nào. Cái vị dứa này ăn hơi có vị chua chua, hơi có một chút gọi là hương liệu của dứa. Thế nhưng mà mình đánh giá rằng là cái này mình nghĩ rằng là phẩm màu là nhiều ấy. Nhìn cái hình thức rất là bắt mắt. Thế nhưng mà khi ăn thì rằng là nó sẽ có một cái độ ngọt gắt chứ, tức là không phải là ngọt gắt mà nào, nói như nào nhỉ? Từ ngữ hơi bị hạn chế một chút. Tức là cái hương vị của nó không được tự nhiên đấy mọi người, mặc dù rằng là ăn nó cũng ngọt ở mức độ vừa vừa phải thôi. Ăn một hai cái thì ngọt mức độ vừa phải, còn ăn nhiều nó sẽ bị ngọt gắt mọi người nhá. Nói chung là cái sản phẩm này thì mình đánh giá không cao lắm. Chờ các bạn trẻ thích rồi, còn cái bánh ruốc kia thì mình thích hơn. Cái này mình sẽ để gọn sang bên này. À thôi, không để gọn được đến như thế. Mình sẽ ăn thử bánh quế kem vị xoài xí muội. Thực ra rằng là mình cũng không định mua cái bánh này đâu, nhưng mà đi siêu thị thì có cái chị tiếp thị. Chị tiếp thị bánh này, chị đứng đấy chị bảo là ăn thử cái vị này đi, vị mới ăn ngon lắm. Thế là mình cũng thấy nó lạ lạ nên là mình ăn thử. Với lại đặc biệt là chị ấy xinh gái đó mọi người ạ. Ôi, bên trong có kem. Ôi, bên trong có kem bên trong này. Nhưng mà cái này ngon thật nhá. Lớp bánh bên ngoài, lớp vỏ, lớp bánh quy ở bên ngoài thì không ngọt lắm, không ngọt, không quá gọi là ngọt gắt. Nhưng cái lớp xí muội như xoài xí muội bên trong ạ, có vị ngọt của xoài. Mặc dù không ngửi thấy mùi xoài tí nào, thế nhưng có vị ngọt của xoài và cái xí muội bên trong nó mặn mặn vừa vừa ăn khá là lạ miệng. Cũng vẫn câu nói cũ, ăn một vài cái thì ngon nhưng mà ăn nhiều thì hơi ngọt. Mình sẽ vừa ăn vừa trả lời bình luận mọi người ạ. Nhưng mà ăn thì ngon nhưng mà nhược điểm duy nhất đấy chính là nếu như mà để trong cái hộp to như thế này một lần mình ăn không hết được, mình cất, mình lại phải bảo quản. Còn nếu như mà bảo quản không tốt sẽ bị ỉu ấy mọi người. Bình luận đầu tiên của bạn Thị Mai Hoa Nguyễn gạch ngang ZK6QY QY. Chị Tuyết ơi, hiện tại ai là người nhỏ tuổi nhất gái vậy ạ? Hình như chị không nhớ không nhầm là chị em Tuyến Tuyền hay là Ngọc Anh bé. Một trong hai người đấy nhá. Mình không nhớ rõ lắm, đại loại là như thế. Thực ra rằng là năm sinh của mọi người ở trong công ty thì mình cũng không nhớ hết đâu. Ví dụ như là mình nhớ là Nhung với Mít là sinh năm 99 này, hai con mèo chơi với nhau này. Vân là 2 mấy á, chị cũng không nhớ. Nhiên cũng chị chỉ biết là Nhiên với Vân là 2K thôi. Chứ chị 2K mấy thì chị không nhớ lắm. Còn Hiếu, nói chung là chị không nhớ lắm đâu, nhưng mà nếu như mà là người nhỏ tuổi nhất thì không nhầm là Tuyến hay là Tuyền à, Tuyến Tuyền hoặc là Ngọc Anh bé, đấy là hai người nhỏ tuổi. Anh ngọt ngào quá rồi thì bây giờ thêm chút đắng cay cho đời nó bớt ngọt. Đây là bây giờ là vị kẹo MBDB hương xí muội nhân muối ớt. Một cái thời đó ra cái hương xoài mọi người, nó rầm rộ hết cả lên.
Nhưng mà ăn cái hương xoài mình cũng thấy ok nhá, cũng thấy khá là bánh cuốn. Đấy, đóng gói như thế này này, có phải tiện hơn không? Ví dụ mình có thể mang đi làm, lúc nào mình tụt huyết áp mình có thể ăn một chiếc để cho kéo cái huyết áp nó lên. À, viên kẹo bên trong màu hồng ấy mọi người nhá, không phải màu xanh như kiểu xoài đâu. Màu hồng rất là sến súa. Cái lớp kẹo bên ngoài cứng, ngọt, chua, nhưng mà cái nhân xí muội bên trong là ngon mọi người nhá. Nhân là nhân ô mai xí muội. Ăn nó vừa vừa mặn mặn. Cái này thích hợp cho việc ngậm hơn mọi người ạ. Chứ nhai như mình thì nó hơi ấy. Nó hơi vội vàng. Ăn nó không đúng vị lắm. Nhưng mà cái này nếu như mà mọi người ngậm thì mình nghĩ là ăn sẽ ngon. Đây này, cái này nó vỡ rồi này. Sao cái này lại vỡ nhỉ? Đây, cái này lành này. Cũng vỡ mất một miếng. Ăn cái này ngon mọi người nhá. Xem với vị xoài muối ớt. Thế nhưng mà cái này nó có sẽ vị cay cay một. Cay cay tê tê mặn mặn ngọt ngọt. Chua chua. Ok. Bình luận tiếp theo của bạn Duy Vương 2000. Bà nội của em cứ khen chị trắng. Cho chị gửi lời cảm ơn đến bà nội của em nhá. Thế nhưng mà em ơi, chị chỉ trắng ở trên video thôi chứ ngoài đời đen lắm. Mùa đông này thì da nó nhạt hơn được một chút thôi, còn mùa hè thì lại đen như bình thường. Đen lắm. Không phải đen bình thường đâu. Bình luận tiếp theo của, chắc đây là anh Nguyễn Quang Thùy 385. Tuyết Vùi ơi, làm bữa thịt chuột hi hi. Thật là trùng hợp khi mà em đọc được cái bình luận này của anh thì là hôm trước mẹ em cũng bảo với em là Tuyết có ăn thịt chuột không, để bảo bác Sơn gửi xuống cho, hay là hôm nào về trên nhà lấy. Mình thì mình được cái rằng là ăn uống thì nó dễ dãi lắm mọi người ạ. Gì cái gì cũng ăn được. Hồi bé là cũng ăn thịt chuột rồi này, ăn thịt thằn lằn, cái con mọi người hay gọi là cái, mình không biết quê mọi người gọi là cái gì, nhưng mà khi mà mình sửa video mình sẽ ghi nó trên này, cái con thằn lằn này. Trên quê mình thì gọi là thằn lằn, nhưng mà quê của Mít thì gọi là con rắn nước thì phải. Đấy. Hồi bà mình còn sống ạ, là bà mình cứ mổ cái con thằn lằn đấy ra, xong rồi là quấn vào cái cây, xong rồi là nướng, xong rồi cho lá lốt vào đấy, cho ít muối, cho lá lốt vào đấy mình ăn mà. Xong thì là chuột thì cũng ăn thịt chuột. Thế nhưng mà thịt chuột ngày xưa ở trên quê là chuột nó không, nhà mình, các bạn chắc là mình chưa quay nhà mình bao giờ, chưa quay nhà mình ở trên quê bao giờ nên là mọi người không biết. Nhà mình ở trên quê là ít ít ở trên rừng ấy. Nhà mình là nhà cuối cùng của cái thôn đấy luôn. Trước mặt thì là nhà hàng xóm, nhưng mà đằng sau lưng thì là rừng rồi. Đấy, thế nên là chuột ở trên đấy thì chỉ là chuột đồng với mọi người. Chuột lúa mới lại ấy thế, chứ nó không phải là chuột chủ ở dưới này bây giờ. Tức là thịt chuột thì mình cũng ăn được thôi, thế nhưng mà ở dưới này thì sợ ăn nó bị lên dịch hạch ấy, nên là mình không dám ăn thôi, còn cái gì mình cũng dám ăn hết cả mọi người ạ. Có cái con bương dừa đấy, nhìn thì cũng thích lắm, thế nhưng mà cũng ghê ghê ấy, chưa ăn bao giờ. Lần trước là Gãy TV có làm một tập về bương dừa rồi, nhưng mà lúc đấy thì mình không quay ở bên đấy, mình quay ở team khác nên là không được ăn. Đấy, như ở Ve Sầu đấy cũng ăn rồi đấy, châu chấu cũng ăn đấy, nhuỗm cũng ăn đấy. Đấy, những cái đồ đấy là mình ăn rồi. Còn ví dụ như kiểu tiết canh mình cũng ăn được này. Bạch tuộc sống thì chưa ăn bao giờ. Gỏi tôm thì mình cũng ăn này. Hàu sống thì mình cũng chưa dám ăn bao giờ, bởi vì hàu nó dám sán. Thế nhưng mà tiết canh thì ngày trước là mình dám, tức là mình ăn được, thế nhưng mà bây giờ thì mình không dám ăn nữa, bởi vì là mình sợ ấy. Xem những cái hình ảnh rằng là khi mà ăn tiết canh nó bị nhiễm cầu lợn à, hay nhiễm khẩu hay liên cầu lợn gì đấy, người cứ tí tái cả ra mình sợ ấy. Ăn thì ăn được thế nhưng mà vẫn sợ, nên là mình không dám ăn, chứ còn ăn thì mình vẫn ăn được mọi người ạ. Còn thịt chuột thì bây giờ là sợ, nếu như mà về trên quê đúng là chuột đồng thì làm bữa, còn nếu như mà không phải chuột đồng hay là chuột gì thì mình không dám ăn đâu, sợ lắm. Bình luận tiếp theo của bạn Nguyễn Thị Huyền, chị Tuyết ơi, sắp có phim tháng năm rực rỡ chưa ạ? Mong chị xét. Sắp có rồi em, chắc là gần đến Tết âm lịch thì sẽ chiếu. Bây giờ mới cuối tháng 11, chắc là phải tầm độ giữa tháng 12 thì mới công chiếu, hoặc là gần cuối tháng 12 thì mới công chiếu em nhé. Tiếp theo thì mình sẽ ăn đến bánh que cookie. Vị này là vị, chả biết là vị gì, vị này mình gọi tắt là vị trái cây mọi người nhé. Mình nghĩ là cái sản phẩm này nó ra lâu rồi, thế nhưng mà mình chưa ăn thử bao giờ nên là mình cứ mua về mình ăn thôi.
Bên trong của nó màu hồng mọi người ạ. Ngọt đấy mọi người. Ăn mình không cảm nhận thấy cái vị gì đấy cả. Nó chỉ là vị trái cây thôi. Sữa bên ngoài. Ăn mặt ok. Không rõ rệt vị gì đấy cả. Ăn thì cứ ăn thôi. Sản phẩm cuối cùng còn hai cái này mình sẽ ăn kẹo bóc vỏ thử xem sao. Cái này hot lắm đấy. Thế nhưng mà mình thấy ở đây có mỗi loại này thôi. Vị này là vị nho, còn vị này là vị vải mọi người ạ. Mọi người nó dính ấy. Mọi người nhìn thấy không? Mọi người. Mình không bóc được ấy. À đây rồi. Là do mình vụng về thôi mọi người ạ. Cái bên trong thì ngọt. Cái lớp bên ngoài nó dai dai hơn. Mọi người ơi, nói thật là ăn chẳng khác gì kẹo chip chip cả đâu. Không dai bằng kẹo chip chip. Khi mà chúng ta ăn thì chúng ta không không thò tay vào để bắt ra đâu. Thật sự. Ăn nó ngọt, không có vị chua. Có vẻ là mình thấy là không ngon. Tiếp theo mình sẽ ăn thử vị vải xem sao. Có thể là cái hãng mình mua không ngon ấy. Là chiếc kẹo vị vải nó sẽ như thế này. Sau khi bóc nó sẽ ra một cái lớp như thế này mọi người. Đấy, hai lớp. Đấy, mình thử ăn cái lớp bên trong này. Cái này có hương vải mọi người nhá. Cái quả vải này đấy, cái vị vải này thì khi ăn thì chúng ta sẽ thấy mùi, sẽ thấy hương vải. Thế nhưng mà cái lớp bên trong là nó ngọt và nó hơi bở bở một chút, nhưng cái lớp bên ngoài thì dai, bóc vỏ được. Cái vị vải này mình cảm thấy là ăn ngon hơn so với vị nho. Vị nho ăn không hợp khẩu vị mình, nhưng mà cái vải này lại nồng mùi vải quá. Nói chung là cái sản phẩm bóc vỏ này thì mình cảm thấy rằng là nó cũng ở mức độ bình thường thôi. Không, nói chung là nó không hợp khẩu vị của mình. Với lại khi mà chúng ta ăn thì chúng ta nhìn thì thuận mắt, đẹp mắt thôi, bởi vì là thấy nó bóc vỏ ra nó rất là đẹp đúng không? Khi nhưng mà khi ăn thì chúng ta không có ai bóc vỏ ra ăn cả hai cái như thế, mà chúng ta sẽ bóc ra chúng ta cho tất cả mồm, nên là mình nghĩ là không cần ăn bóc vỏ đâu mọi người ạ. Bình luận tiếp theo của bạn là Dinie yêu bánh tuyết, chị ơi chị vào vẽ năm nào vậy, chị yêu thích màu gì nhất vậy, chị yêu thích ăn gì nhất ạ, ước được chị xét trên YouTube. Chị không nhớ chị vào vẽ năm nào đâu thật sự luôn, chị chỉ nhớ năm nay là năm thứ hai chị ăn Tết ở vẽ TV thôi, không nhớ là vào ngày nào ăn năm nọ. Thế chắc là nói chung là ra Tết năm kia. Có mẹ Tết này là Tết thứ hai chị ăn Tết ở Gãy TV. À, chị thích màu nào nhất ạ? Xanh, đỏ, tím, vàng, chàm, lam, lục, màu nào chị cũng thích. Đấy, cái con người này nó lại dễ dãi như thế mọi người. Màu gì chị cũng thích luôn.
chị thích ăn gì nhất ạ? Ước được chị xét trên YouTube chị ăn. Chị cũng không biết được rằng là chị thích ăn gì hết cả. Nói thật là chị không biết là chị thích ăn gì nhất hết cả. Bởi vì rằng là đói thì thèm thịt chấm xôi, khi no cơm tẻ thì thôi mọi đường. Lúc đó thì cái gì mình cũng thích, cái gì mình cũng thèm, nhưng mà khi mình ăn no rồi thì mình chẳng thèm cái gì hết cả. Nên là chị không biết là chị thích ăn cái gì hết cả đâu mọi người ạ. Không biết cái gì thích nhất đi, còn là thích thì nhiều cái thích lắm. Đây sẽ là bim bim cá, vị này là vị sốt cam. Mình chưa ăn cái vị sốt cam này bao giờ. Mùi thịt nướng mọi người nhá, có mùi thịt nướng đấy. Mình chỉ thấy mùi thịt à. Ăn nó lạ lạ, nó lại ngang ngang khi mà ăn có mùi thịt nướng. Xong khi đến lúc mà là chịu chiếc chiếc miệng thì lại thấy cái vị ngọt ngọt của cam. Ăn cũng được, nói chung là cái này thì cũng khá là lạ miệng. Ôi, ăn thử đi. Cái sản phẩm cuối cùng là vị Việt quất, bốc kỳ vị Việt quất. Rồi, mỗi thứ ăn tí này, mai chủ nhật nghỉ thì làm sao mà nhờ ai ăn hộ được đây. Phải đi cầu cứu ấy mọi người. Nhìn rất là Việt quất mọi người nhá. Ngọt đấy mọi người. Cái này ăn dậy mùi Việt quất luôn. Thế nhưng mà mình thấy là ngọt. Mình không thích đồ quá ngọt nên là mình thấy cũng bình thường thôi. Khi mà ăn tất cả những cái đồ này thì mình cảm thấy rằng là mình thích nhất là cái sản phẩm đầu tiên đấy, chính là bánh bánh ruốc gà này, ăn ngon. Thế nhưng mà cái ruốc bên trong mình không biết là ruốc thật hay là ruốc công nghiệp, mình không biết rồi đấy. Nhưng ăn được miệng. Sản phẩm thứ hai mình thấy ok đấy, chính là kẹo MBDB này, xong đến bánh kem này. Còn cái sản phẩm kẹo dẻo này thì mình thấy bình thường thôi, bởi vì rằng là nó ngọt quá ấy. Ăn không ngon bằng chip chip luôn ấy. Còn cái này cũng ngọt. Ăn cái vị táo ok, còn hai vị này thì mình thấy không ok lắm, chỉ nó được cái bắt mắt thôi. Còn hai cái này thì khi mà chúng ta ăn vặt thì nó sẽ thích hơn, sẽ ngon hơn. Thế nhưng mà mình cũng thấy ngọt. Có cái sản phẩm bim bim này thì mình thấy là ok. Mọi người ơi, bây giờ là như thế này nhá. Mình cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. À mọi người ơi, mình đã mua set hôm trước, đọc được bình luận của bạn nào bảo là chị làm kẹo nougat hay cái tóm lại là cái kẹo hạnh phúc đi. Thế nên rằng là mình đã đặt mua khuôn kẹo và một set đồ làm kẹo về để mình thử làm xem nó có ok hay không. Cùng chờ đón video đấy của mình nhá. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.